Actor Diễn viên nam Actress Diễn viên nữ Baker Thợ làm bánh Chef Bếp trường Construction worker Công nhân xây dựng Dancer Vũ công Mechanic Thợ cơ khí Salesperson Nhân viên bán hàng secretary thư ký singer ca sĩ superintendent giám đốc truck driver tài xế xe tải teacher giáo viên can you bạn có thể không can you sing bạn có thể hát không no i can't không tôi không thể Can you speak Hungarian? Bạn có thể nói tiếng Hungary không? No, I can't, but I can speak Romanian. Không, tôi không thể. Nhưng tôi có thể nói tiếng Rumani. Can Fred cook Italian food? Fred có thể nấu đồ ăn ý không? Can Betty drive a bus? Betty có thể lái xe buýt không? Can you skate? Bạn có thể trượt băng không? Can they ski? Họ có thể trượt tuyết không? Can Judy and Donna play baseball? Judy và Donna có thể chơi bóng chày không? Can Roger use a cash register? Roger có thể sử dụng máy tính tiền không? Can Marvin paint pictures? Marvin có thể vẽ tranh được không? Can Rita play the trumpet? Rita có thể chơi kèn không? Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like và share. Xin nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ. Nếu các bạn yêu thích chủ đề nào thì có thể bình luận bên dưới. Mình sẽ làm sau đó nhé.